Cái này phố đèn đỏ thầy đi 1 phút 3 phát cả ba. Sợ thầy thì sao đi 1 phút 3 phát được. Thầy khỏe thế. Dậy các đệ tử đi. Thế là yếu, thế là khỏe. Thế là 1 phút 3 phát thì yếu. 1 phút 3 phát là yếu. Chưa ấy đã làm được cái gì đâu mà con kiến là 1 phút chưa làm được gì. Thế là thầy cái quá này, yếu. Cái này là reckoning. Thầy đang muốn nhanh để đạp cái đệ tử này đi xuống khỏi núi cho nó quẩy quẩy rồi. Mọi người cứ yên tâm, chưa leo lên dốc thì đừng có đòi xuống vội, nó nguy hiểm. Cái này bỏ cái câu nua với lại bỏ cái câu ô nơ hin va thờ đi, chỉ lấy câu giữa thôi. Lấy khúc giữa thôi. Chưa có. Dạ. Yeah. Cái này bỏ cái đen bút y bơ hô nè, đi lấy hai câu còn lại. Hết xình com sun. Cái này bỏ cái phe bét giờ sai thèn đi, lấy hai câu trên. Đem Manchester của thầy, lấy hai cái viết. Viết Manchester. Dạ. Cái này ai nữa? Unfa. Unfa. Cái này cả ba. Từ chị. Chưa từ câu đấy à? Ai nữa? Unfa này cả ba. Đúng rồi. Dạ. Em chưa nhìn kỹ cái câu thứ hai. À ok. Ok chị. Cái này nát sờ cái người đi bộ này với lại va thờ for them bút canh gầu y bơ việc. Cái này câu của thầy là Xafer. Câu cuối cùng ở 229 câu đấy. Câu cuối cùng ở 229 Xafer. Chị em còn nhớ câu nào có 29 câu đúng rồi. Cái này quá chính này Xafer. Đấy Xafer. Xafer. Nhìn cái này là cái ai phải bật sinh nhan thì cả ba. Phải lần đầu tiên em làm câu này sai chị, mình làm cái kiểu cái nào đúng cái nào sai đánh à, không dạ. Nhìn cái bên trên này cái nào bị sinh cái nhan. Này lấy MS Nature với Forsyth Bremen. Cái này ban Übergang rách nền thì lấy cả ba. Cái này Kevin Nick hai group stuff này từ cái này thì lấy mỗi một câu này thôi. Từ từ xem nào. Câu này mình hay bị sai lắm. Câu này mình hay bị nhầm lắm này. Câu này mình hay bị rất hay bị nhầm câu này đây. Vi can man thôi, đánh dấu và tíu cái lại sau. Câu này bỏ cái câu hốc đi thôi. À, hình như bỏ mỗi cái câu hốc đe xa nờ đi thôi. Yeah. Đúng rồi. Câu đấy rất hay bị nhầm. Câu đấy thì em lại không nhầm. Câu đấy chị hay bị nhầm lắm. Em cứ nhầm mấy cái câu công an. Rake Fawning thì là ở ngã 3, ngã 4. Cái này thì mình mút cái thằng xe máy. Chứ nhìn thấy đâu mà đã máy. Mút rồi. Và mình đi trước cái thằng xe bút. Tại vì mình đi thẳng xe bút nó dễ. Cái này thì mình mút va thờ. Mút xong nó mới lên. Từ từ đi. Trời ơi, chị em khỏe. Cái này cái này là Anizone là sai. Cái này phe bốt này. 100m là dưới bốt. Phe bốt với lại phần năng g không nhỉ? Phải lấy hai cái này không nhỉ? Không chị. Thì như mỗi cái phe bốt thôi. Phe bốt thôi chị. Âu đây phe bốt. Cái này không phải. Cái. Này sao em ơi. Phe bốt làm sao mà 100m được? Cái này nó phải là một không phải lăng gờ đâu em, lăng gờ nó bỏ 100m đi lăng gờ em. Cái này cái này nó là cái này là cấm này, cái này Facebook là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi Facebook. Yeah. Cái này Facebook một lăng gờ nó có hai cái mũi tên ở hai bên ấy, nên là lăng. Cái này Facebook là đúng rồi. Yeah, thôi kệ, coi như sai câu đấy đi rồi, cho không mình sai câu đi, không thể sai được câu đấy. Cho mình sai một câu đấy đi cũng được không sao. Mẹ ông đang ngồi đó ông dò ông bắt lỗi đấy. Cái này, qua rồi. Cái này bỏ cái bắt kèn đi. Con Xuân hôm qua nó bắt được nỗi nó sướng, nó cười té người. Cái này bỏ cái auto 60 km đi. Autobahn 60 km sai. Cái này nên nắc 200 và minor pha soi. Như cái này nên nắc à?
Không, cái này không phải nắp cu đâu. Mày mày cứ chơi nắp cu. Cái này là bỏ cái ni niên nick đi thôi. Nắp cu tí nữa sẽ có. Đùa, chị em này đùa toàn những câu 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 này học thì đúng là vào cứ vào là lại. Anh thông cảm nhé, bọn em nó bậy quen rồi, khổ thế. Không phải không thế thì không nhớ anh, được ấy. Thế là nếu mà bậy mà học được anh cũng học bậy theo đấy. À, thế, nếu không thế không nhớ được anh ơi. Đúng rồi. Thế thì anh cứ vào đi, ngày em cho anh 4 phát bậy này. 4 phát làm gì em, ngày nhiều tí. Cái này bỏ cái nắc rách đi, lấy hai cái còn lại. Xuân ơi, từ từ để cho chị làm xong đi mày. Lẽ ra chị em mình phải sang ôn ở bên kia rồi chị. À, cái này lấy autoban thì bỏ MX này chờ đi. Hay nói bậy nhiều người không thích. Thôi cho nốt ngày hôm nay, cái này bỏ Winter Siphon Imzomer đi. Câu này cũng lúc anh vừa lấy. Dạ. Cái này Tempalatur với Penadung. Cái này Electron Phasoi Bắc. À, bác thèm mày yên nào. Cái này bỏ cái xe đèn tan kèn đi. Chị em nhịn lắm cho bấy giờ đấy. Mày đi đi cũng ra hết quần bây giờ. Nhịn lắm rồi mà. Em ơi đi ý quần đóng đâu có đóng bỉm không em? Anh yên tâm, ngày nào thì em ngồi học em đóng bỉm trước. Ngày nào? Cái này từ từ đã, đang để nhìn lại cái con này xem nào. Vaps Thearan Vân Đình Pha Xoay Phía Rờ Âu F Phe Mai Đét S Đi Cai Pha Gần Su rồi này. Với lại A bỏ cái Im Star Care xe đi. Đúng rồi, giỏ mãi nó cũng ra. Chị quay lại câu một này đi chị. Đây. Câu hỏi bên trên à? Dạ, cái này nhá. Nó sẽ không lái xe khi mà nó bị mệt mỏi này. Và cái câu 2 là nó sẽ lái xe nhưng mà kiểu nó sẽ tính ra được những cái phế nở của người khác này. Đấy, còn cái câu 3 này thì chị không biết nhưng mà chị cứ bỏ nó đi. Chị biết hai câu còn lại đấy thôi. Tempomat Vogel thì cả ba. Rồi xem nào. Úm banana. Nuôi filler. Úm banana. Chắc có một câu sai. Có một câu sai. Ôi, may quá. Này không. Thủ khoa rồi. Mày quá, em mày quá. Em soi đấy. Em soi. Em ngồi em soi đấy. Mày. Ôi trời ơi, cái câu này nếu mà sai thì thôi. Thế à? Ôi từ cái câu này nhân nó có hai câu đúng à? Chị cứ cho câu sai cho em mừng đấy. Chờ đấy nhá, tí nữa sẽ có câu sai giờ mày yên tâm đi gấp mày. Từ giờ đến là 10 đề chắc phải 2 đề có câu sai. Cái này bỏ chỉ lấy mỗi cái một câu hai vế Kevin Địch 2. Em bên đèn. Dạ. Chờ mãi cũng vào cái câu có cái kéo cắt của chờ mãi kéo cắt. Chờ mãi kéo cắt của Xuân Mãng có cái này là xe đỏ. Chiều vào để xem anh đi em có hư không để cắt nha, anh ra mẹ mất rồi không kịp cắt. May hôm nay anh Đinh lại xuất sớm. Lại có thầy đấy rồi, có anh Hoàng đấy còn gì nữa. Nhưng mà lại cứ thích của anh Đinh thôi. Tính đỏ, tính đỏ của anh Đinh nó khỏe hơn sao ấy. Hôm nọ anh này. Đưa lên mặt, hôm nọ anh đưa lên màn hình rồi nên là, cái này là người mới nẹ xe mới mở cửa mới có khúc cua này thì cả ba đúng. Ba. Rồi mai tâm lý đi thì vẫn cứ thấy hơi run run. Quả này là cháu gần. Thanh mà còn run thì còn ai. Cháu gần thì đập một phát. Ai bình tĩnh nữa hả Thanh? Ôi cái tâm lý anh ơi, chẳng biết thế nào. Thế nhìn ấy. Cái này cháu gần đập phát cân giềng nữa là xong. Lại ba tiếp. Cái này một phút ba phát của thầy. Phải nói là một ngày ba lần chứ một phút. Anh một phút ba phát nó mới máu ngày ba lần bình thường. Ngày ba lần. Cái này lấy hai cái laser này. À, bê thai nịch cái này cả ba này. Cái này chị nuôi chờ bé cả ba này. Chị nuôi chờ bé là nhà em câu đấy cho mình. Thế câu này anh đã học thầy chưa đã? Anh... Nếu anh chưa học thầy thì anh để thầy giải thích.
Ba tiền đây chị. Cái này là bút này, bút này nó đứng ở cái Hanthet Tenor này và nó bật vang bật đinh đích này, thì là nó chỉ là nua, nó chạy chậm với tốc độ của người đi bộ này, với lại nó phải chờ cho hành khách băng qua đường này, với lại upstand này, đại loại cái gì gì đấy em không hiểu rõ lắm. Thì cái câu đầu tiên ấy thì là thầy giải thích là va thờn là chờ, nua là chị nua, chỉ nua chờ bé, bé bay là bé, thì được cứ đọc, bọn em cứ đọc là chị nua chờ bé. Dạ, thế cho nó vần cho nó nhanh, không phải đọc nhiều loạn chữ anh ạ, tại bọn em không biết tiếng Đức nhiều. Không biết tiếng Đức nhưng mà em biết tiếng kia được chuẩn rồi. Tiếng kia là tiếng gì hả anh? Em chả hiểu. Thì này tự là... chị em tự em không hiểu, tất cả chị em hiểu hết. Cái này Unfa Upbrechen là cả ba, à quên, có một cái này thôi, quên đây cả ba. Loạn rồi đấy. Tí nó loạn con Xuân nó sướng nó cười bây giờ này. Loạn nhưng mà cứ sờ đúng chỗ là được. Cái này bỏ cái mút đe pha soi đi, chỉ lấy hai cái grab pha soi thôi. Cái này phế nờ ăn vung pha rích tung ăn sai ghen. Câu này từ từ câu này đang cho em. Câu này tự nhiên lại quên thế này nhỉ. À cái này bỏ kê bỏ ra rồi rích tung đi em ơi. Bỏ kê ra rồi rích tung. Dạ em nhìn ra rồi. Cái này cry phe kia. Cái này cả ba. Cái này grab pha soi pha ghen. Cái này câu này đây. Cái câu này bỏ cái hóc đi, còn lấy hai câu còn lại. Câu này mình rất là hay bị nhầm á. Bây giờ thì không nhầm nữa. Cái này lấy cái x đứng thứ hai. X đứng dứa. Cái này là mút cái thằng xe đạp này. Mút cái thằng Trasanban. Cái này mình cũng mút mút cái thằng kép thôi. Làm xong 10 đề này là mút giỏi đó. Cái này thằng PKV và LKV. Cái này han thèn rách thèn pha bay un bắc kèn ao đêm pha bay ao đe ao đêm. Thì tối này... tối đã ngủ mơ thì Xuân, tối đã ngủ mơ, tối ngủ mơ mút mút chưa Xuân? Em ngủ mơ nhiều. Cái này 0.5 thì là mơ mút thì ăn thua gì, lấy hai cái còn lại đúng không nhỉ? Đúng không? 0.55% này. Dạ. Xuân bây giờ chỉ đang mơ của anh Đinh thôi. Đinh chiều vậy chứ có cái anh gì mới mới thì anh Đinh có đâu mà cầm mà mơ. Đúng rồi. Anh có à đâu? Anh Đinh mình cả tối chả thấy nên. Cả tối mẹ ba đứa mần mà chả lên được, cứ nói làm ăn cái gì. Cái này bỏ cái nắp rách. Em ơi, chị em khỏe quá, đàn ông nó yếu được phải. Cái tên nắc đã được biết như thế nào đâu mà khỏe. Yếu một tí chứ. Cái này bỏ cái thai một. Đấy. Cái này đi xe tải bỏ thai đi nhá. Đi mấy ông lái xe tải là bỏ thai, đi u lau cũng bỏ thai. Cái này, cái này lấy cái có số. Bé điên khùng lấy số đi xếp hàng để đi chữa. Bé điên khùng. Đâu bé điên khùng. Đây, bé điên khùng cái... thế nào em? Cái này bê đi cùng đấy, bê đi cùng. Bê đi cùng ấy này, bê đi ăn cùng đấy. Đấy là để cho dễ nhớ anh ơi. Thì lấy cái gì? Thì lấy cái đi, à. Đi. Thì lấy có số để đi khám. Đi khám phần đấy có số. À số, ok. Yeah, được. Cái này đung kèn thì bỏ cái Johnner này. Mới lại bỏ cái fan nick nhỉ. Chỉ lấy cái nick in thôi. Cái này thì X mút mai được Kevin địch khai với nẹ đen ở cà phê hát pho phát. Thế là mình mút mình à? À thì không ai mút mình thì mình mút mình. Cái này thì PKV này với nẹ Anomotogat này, còn bỏ cái câu dài nhất đi. Lấy câu dài thằng ngắn. Bỏ thằng dài. Hai thằng ngắn thôi. Cái này thì lấy thêm Palatua và Benadung. Cứ lặp đi lặp lại mấy câu nhỉ? Dạ, cái này thì lấy mỗi cái Vexen Audemning kèn pha ban thôi. Cái này Tempo Mat Fogen thì cả ba. Xem nào, câu này có câu nào sai không nào? Còn câu này đúng hết em ơi.
Khánh. Ôi. Anh bảo em nóng lên đủ cả năm rồi à. Rất xuất sắc ha. Hy vọng mai mang trứng về tặng thầy. Dạ, Thanh thì cái này câu dài nhất này. Mai này không mang được trứng về thì đừng có gặp mặt mọi người nhá. Ôi giời ơi, thế đông. Thế thì mai lại bảo nó trường nó đóng cửa, nó không thi. Cái này Vam Bling Nick này. Với lại cái này là ở trong tunnel mà bị kẹt xe này thì lấy Vam Bling Nick 5 mét. Cái này là man đê tính năng làm KG này. Thì cả ba. À, đúng rồi, cả ba. Cái này lấy hai cái bezon, trên có bezon, dưới lấy hai cái bezon. Cái này bỏ cái water pha ba ma kia rung đi, lấy hai cái còn nặng. Ông chồng em còn bảo là học như mẹ máy, đỗ sao vừa học vừa xem phim. Đừng có khinh ta nhé. Tại vì ban ngày mai bảo em là học không đỗ được, tại vì em vừa học vừa mở phim xem, buổi sáng em vẫn xem phim bình thường không học. À, tức là chung khinh thường mình đúng không? Dạ, coi thường. Cái này mấy cái trưởng vừa lấy gà buôn trưởng vừa đập vào mặt ông. Dạ. Xong bảo em đập vào mặt. Em từ giờ đến Tết mà từ giờ đến Noel mà thi xong thì đi thiết còn gọi giỏi hơn cả ông ấy. Mai cầm quả trứng về đập vào mặt. Ông mua xe sẵn chưa? Thì nhà em có xe sẵn rồi thầy. Đó là xe của ông. Xe của ông thì kệ chứ, mình thích thì mình mai mốt mình đi, qua 2 năm mình mua sau. Cái này nó nắc cu của Xuân. À, tưởng là bảo ông mua cho xe riêng chứ. Không, em thích em mua, em chẳng cần ai mua. À, vậy thì tốt rồi. Mình gì phải phụ thuộc ai thầy. Đúng rồi, mình thích thì mình mua thôi. Cái này là nắc móc à. Cái này Ulfa áp dích à. Cái này An Hanger, Bút Hanger, Bezon, Deadpool. Cái này chỉ có hai câu đúng thôi. Cái này bỏ cái Uber Hô Nền Quên Nền đi, lấy hai câu dưới. Cái này For Them Unred Croy này. Hết rồi, có một câu rồi. Cái này xe ngựa thì giảm tiếng ồn này, với lại đi sang bên phải này. Cái này Croy Sung. Cái này Croy Sung. Từ từ đã. Ai hôn. Với lại cái này là India Croy Fagen này. Hình như cái này bỏ Ninh Appiagen. Croy Sung Nick Ian Fagen. Cái này bỏ Ninh Appiagen hay sao? Đánh dấu tích phân lại sau. Cái này chị nuôi chờ bé câu trước vừa có, câu này lại có. Cái này Anhatem Stuck. Cái này lấy mỗi cái câu dài đắt pha soi, còn bỏ cái free sai thịt đi. Cái này mình mút cái thằng Tra Sân Ban mút thằng Mô Tô Gạt. Cái này mình mút Va Thờ. Cái này mình mút cái thằng Pha Gát. Cái này Rick Burning Nền này, với lại Nua Nắc Rick Vyter Fagen. Cái này Han Thèn Rick Thèn Pha Chai, với lại Bakken Audem. Audem Rai Thèn Pha Chai. Cái này bỏ cái Target Kilomet đi. Cái này cúp xích sèn đi, với bê chip ăn hay thung thì chỉ có bê chip ăn hay thung đúng rồi. Cái này lấy hai con cu này, Xuân ơi. Lại tranh cu vậy ta. Cái này bỏ cái kê kèn phe ke đi. Cái này mô tô thì là lấy Snyder này, với lại Stuck. Còn bỏ cái ria rất thèm. Rách sai thịt đi. Cắt cu thì rát. Xuân chỉ cắt cu mới đắc cu. Ôi chị mở câu vào em xem trên này. Snyder cái gì, xong rồi cua vần dưới thì cái này, rát gì đấy. Pha chai break
rectum này. Cái này từ từ đã. Cochlear sensation. Cái này up cái nét này. À cái này bỏ cái extra duod. Sau cái này tự nhiên mình lại không nhớ cái gì cái câu này này nhỉ? Forehand audit telephonieren. À telephonieren. By Sveke Kespak này. Ven extra duod up cái nét về đèn này. Hiccup sen câu này cả ba sao nhỉ? Fekerstionen. Up cái brexen. Câu này từng đấy cả ba sai cho xuân nó sướng. Này auto 100 km của Bremberg là 100. Cái này pha xoay bê phai ăn vun nền. Xem có từ khóa nào đâu đã. Cái này lấy đen nắc này, cái này là nắc Hinter, chọn một cái nắc for nữa. Cái này là under này. Cái này under nắc thì hỏi chạy. Tại vì có nhiều người khác xem nữa. Có cái này là chị, under. Không có em với chị Minh Linh thì sao? Thế à, vô ít đắt tắt cái bút này. Cái này bỏ cái Hinter bút cái ngờ đi. Cái vừa nãy mình đánh dấu hai cái câu nào mình bảo là mình xem lại nhỉ? Đấy, cái này vòng bàn cái chị số 10, 13 này. Cái này Erat mit blau un sát luôn về hình đầu cuối cùng. Bỏ lên đúng rồi. Còn cái câu này Zixer hai gút. À cái câu này đúng rồi. Thôi kệ, sai câu nào thôi. Ôi trời, may quá không sao. Kinh quá ha, 6 lần đầu là 6 đấy ha. 6 lần rồi á thầy, nhanh thế nhỉ. Còn 4 cái nữa ha. Còn 4 cái, 4 phát nữa thôi đấy. Con mẹ có mấy chục phút mà 10 phát liền này ngấp ngoái. Mid fighter. Cái này bỏ immer đi. Bỏ immer rictic đi, lấy 2 câu còn lại. Cái này lấy 2 cái laser. Lấy 2 cái laser. Cái này cả ba. Cái này chỉ lấy một câu hai vế. Cái viên thì hai phe min đèn thôi. Cái này bỏ hai câu trên đấy, câu dưới bỏ cái water onhin water với nẹn nua spiegel. Cái này cả ba. Cái này pha gạt bên nút sen cả ba. Cái này hết sinh com zoom. Cái này xem có chữ phê bét sờm đã. Cái này ốt nông ọt nông. Cái này cả ba. Phải cẩn thận không? Con Xuân nó đang soi đấy. Cái này lấy mỗi heran thôi. Em đếm xong quay thì quay lại câu vừa rồi nhé. Dạ ok. Cái này anh bảo gì, anh bảo em quay mấy phát em quay. Thật, anh bảo em mần mấy phát em cũng mần. Thôi em ơi, anh không chịu được, bọn anh chịu sức được em. Anh đã thử đâu mà biết. Anh biết làm sao được. Ít blimber hinter. Đây, quay lại. Đây cái câu này đây. Rồi, cảm ơn em. Không có chi. Câu này cả ba. Chị em anh nhìn vậy biết là chị em khỏe. Anh chưa thử thì đừng có đánh giá. Người ta vào thùng rỗng là kêu to đấy Xuân nhở. Đỏ thì chắc đã chín. Đúng rồi. Chín thì chưa ăn chưa chắc đã ngon. Dạ. Cái này chỉ có mỗi quê kèn đi pho phát thôi. Cái này in ở ọt thì là lấy mỗi van sinh đa. Ban uy bờ gang ô nơ an rét croi. Thì cái này lấy mỗi ô lờ à? Đúng không nhỉ? Đúng. Ô lờ. Ôm vất. Người lại ổn lơ. Ôm vất nghe giọng ghê quá. Cái này bỏ cái hô hờ để san pha ghen đi.
lấy cái năng G với lại cái này, cái mai đèn. Cái câu này chị quay lại câu vừa nãy, cái này em nhìn em vẫn chưa thấy có từ khóa này. Cái này mít hô hờ để san pha gần này này. Thì bỏ nó đi. Dạ. Cái này mút thằng xe đạp này, mút thằng blau BKV này. Nhưng dễ dễ như cái format này sướng nhỉ? Ừ, sướng hết mức. Format này dễ dễ. Học một lần chẳng phải học lại chứ. Cái này là mút cái thằng xe đỏ này. Với lại đạp cái thằng blau này. Mút chán rồi thì đạp nó cái. Cái này thì mình được đi trước tất cả này, XWS Terfagen này. Cái này thì là Nick Iberhonen với 240 mét này. Cái này có hai cái Audi Faban thì lấy hai cái Audi Faban. Cái này Fazit Tung Telefonia này, cái này vừa mình suy nghĩ lấy cả ba. Mai lại được thầy giáo dạy lái trở hẳn đến chỗ thi cơ. Giờ thế chuẩn với là gì nó đúng. Tại vì đúng cái giờ mình học lái trước mà. Cái này Star Sun Ban với cây kèn phe kia. Cái này đem mô tô thì là cắt cu thì giáp Strider. Cắt cu thì giáp. Đấy nhìn đấy. Đấy anh nào cẩn thận mà trêu Xuân cái nào nó cắt cu cho giáp đau không chịu được. Cái này chỉ lấy mỗi cái Epizon Abaythen thôi. Cái này lấy mỗi cái Vendic AL. Cái này Target. Cái này bỏ. Cái này lấy Upnendic này. Với lại sao nào? Simusen Fagot Auneben. Cái Vindic 2 Sofort Dan Sixer Unpatent. Thầy ơi, thầy giải thích cho em cái câu dưới này là nó nói cái gì không thầy? Em chọn câu đấy nhưng mà em vẫn không hiểu cái câu đấy nó nói như là cái gì. Câu hỏi này là khi mà em thấy thì nê mình bay có nghĩa là rất là nhiều cái sương mù, là sương mù nó dày đặc luôn. Dạ. Mà em chạy ban ngày đúng không? Vâng. Em chạy ban ngày và sương mù đột ngột nó xuất hiện rất là dày đặc. Thì thứ nhất em bật đèn cái uplink lên là ok rồi. Thứ hai là em phải điều chỉnh cái tốc độ là passion, unpassion. Yeah. Ví dụ như em mặc quần bằng áo thì nó họ sẽ hỏi em có pass hay không đây. Dạ, yeah, ok. Thì unpassion là điều chỉnh cho nó phù hợp với cái gì? Zik. À, Zik là cái tầm nhìn của em. Cái tốc độ của em phải phù hợp với cái tầm nhìn của em. Câu này em chọn rồi nhưng em vẫn không hiểu. Vừa nãy tại lúc em cũng vẫn không hiểu lắm. Nhưng mà em thì em chọn hai câu đấy rồi. Em chỉ bỏ cái lua static đi thôi. Câu này là ghét anh đấy. Ghét anh. Cái này Zydeloop hình như cấp 3. Đọc đã. Zydeloop Kevin thì 2 Uber đi 6 2 Inter đi Amber. Dạ, cứ lấy cả 3 đi. Amnichen Ken Saiken. Cái này thì bỏ cái Immerwood với lại Kenson, bỏ cái Immergut. À này, cái này ba cái dai đẹp. Ôi giời, tí chết. Đấy, phải nhìn lại. Tí béo chết. Béo chết. Mình béo đang mở cờ chiều. Đúng bụng mà. Béo chết. Anh ơi, chiều nay dạ. Vừa bảo anh Linh đấy. Next by again, dạ. Cái này bé na đừng cua thì không lấy. Đấy. Câu này mà sai nữa chắc là thầy. Từ từ luôn. Từ từ luôn đâu thầy. Thầy đập đầu vào chăn xin lỗi em Thanh. Ôi, đấy sai một câu rồi thế này. Chúc mừng em. Đề thứ 6. Em sai trên một này câu. Là, dạ, trên này trên có ON dưới bỏ ON. Ôi giời ơi. Quá đấy. Tự tin. Chúc mừng em. Chúc mừng. Em sai rồi, thầy xin lỗi em. 6 đề, 7 đề này nha. 7 đề. Đề thứ 7.
Đấy, đấy, thì sai một câu. Lúc sáng em 10 đề cũng đúng cả 10, xong đề thứ 11 thì bị sai. Đề rất tốt ha. Chắc kiểu nằm nhiều quá xong nó bị kiểu nhân loại.